Chào mừng bạn đã quay trở lại. Thì trong phần này thì mình sẽ nói đến phần 6 là về content audit, về gọi là quá trình là thin content. Thin content là những đại khái là những content nó mỏng, nó chưa có đủ số lượng chữ. Thì đại khái rằng là khi mà content nó dạng thuộc mà kiểu mỏng á, thì khả năng duplicate nó cao hơn. Nên Google Panda nó cũng có khả năng phạt cái trường hợp như này. Và Google Panda cũng nói rồi là những dạng thin content hay duplicate content á, thì nó Google Panda nó sẽ phạt. Nếu như á, một số cái thin content của bên phía bạn á, mà có traffic á, và vẫn lên top bình thường á, thì trong video này á, mình cũng sẽ nói với bạn cụ thể hơn. Thì mình chắc mình bắt đầu luôn về trong cái gọi là video này. Thì bạn cũng cần một số lưu ý như thế này khi mà bạn bị dạng thin content hoặc duplicate content. Mình sẽ giải thích cho bạn luôn tại sao thin content mà mình coi nó như là duplicate content, và duplicate content thì mình cũng sẽ coi nó là thin content. Bởi vì á, thin content á là dạng kiểu content nó mỏng. Content nó mỏng lại. Thành ra rằng là khi mà nó mỏng á, quá là mỏng á, thì bây giờ các cái phần như là footer, header, sidebar gì đó nó chiếm hầu hết tất cả nội dung của trang đó. Dẫn tới trường hợp á là content của bạn là mỏng khoảng 200 chữ thôi chẳng hạn, thì phần unique của nó đâu đó nó chỉ có chiếm được khoảng 30% thôi. Trong khi nó 50%, 70% gì đó còn lại đó chẳng hạn là duplicate content, thì thành ra nó cũng là gọi là duplicate content. Nhưng trong trường hợp á là content bị duplicate đây chẳng hạn, thì không có nghĩa nó thin content, nãy mình nói nhầm ở cái đó. Thì nếu như bạn bị duplicate content không có nghĩa rằng là bạn bị thin content, tại vì bây giờ bạn có một bài duplicate content, một bài đó là 5.000 chữ lận, thì nó đâu có thin đâu, nó đâu có mỏng đâu, nó có ít chữ đâu. Thì nhưng mà nó trong chuyện 5.000 chữ thì nó vẫn bị trùng với những bài khác, thì nó vẫn gọi là bị duplicate. Nên khi mà bạn bị thin content á, nó có một số cái trường hợp xảy ra như sau mà bạn cần biết. Thứ nhất á là bạn bị duplicate hoàn toàn ở trên website, thì nó gọi là internal duplicate content. Có nghĩa lúc này á, content của bạn bị duplicate ở trên ngay tại website của bên phía bạn, thì trong video và technical á, mình cũng nói với bạn về vấn đề này rồi. Thứ hai á là trường hợp thứ hai, bạn có thể là bị copy. Có nghĩa là hoặc là bạn copy bài viết của người khác, có nghĩa là bạn đang bạn viết bài nhưng mà bạn đưa outsource chẳng hạn, outsource không biết, outsource copy của bài khác đặt lên website của bạn đi, thì bạn cũng bị duplicate content nhưng mà bạn copy của người khác bỏ vô. Thứ ba nữa là việc mà bạn nội dung bạn bị trùng lặp 70-80% gì đó, và unique nó chỉ có khoảng 20-30% thôi, thì phần lớn đó nó cũng được coi là thin content. Như trường hợp mình bảo rằng nó dụ sidebar hay gì đó hồi đầu mình nói. Và bạn không nên có những cái dạng content như là archive content, tag content, những cái thẻ đó, những cái đó thì mình nói ở phần technical audit rồi, nó vẫn có khả năng là thin content và duplicate content. Những content mà bạn treo quá nhiều ad quảng cáo ở trên đó nó cũng gọi là thin. Và cái cuối cùng nữa, những cái content mà theo kiểu quật rồi gì nọ của bên phía bạn mình thấy nhiều lắm. Ví dụ như dịch vụ SEO quận 1, dịch vụ SEO quận 2, dịch vụ SEO quận 3, dịch vụ SEO quận 4 á, mấy dạng content như vậy á, nó cũng có khả năng ảnh hưởng mạnh tới từ khóa, bộ từ khóa dịch vụ SEO của bên phía bạn. Nên bạn hãy cẩn thận, bởi vì điều đó nó dẫn tới keyword cannibalization. Bạn chỉ biết theo những cái địa điểm á, khi lượng search của nó bạn thấy rằng nó trên đâu đó là 70-80 lượng search gì một tháng thôi, bạn check cái đó bằng Ahrefs. Nếu như mà lượng search nó không có mà bạn cố tình viết như vậy á, thì hình như mình nhớ không nhầm á, là bạn bị dính trong cái thuật toán riêng khác của Google nữa, là đo quay content như là vậy á. Và đo quay content mà đại khái là nói chung là cũng có một thuật toán riêng để bị mà bạn bị phạt ở những trường hợp mà SEO theo kiểu location như thế này, SEO theo kiểu các địa phương, các địa điểm như thế này, mà trong khi ở địa điểm đó nó không có lượng search nhiều. Ví dụ bạn viết bài dịch vụ SEO Bạc Liêu, ở Bạc Liêu đi chẳng hạn, thì Bạc Liêu thì nó không có lượng search ở trên Google. Ví dụ SEO Bạc Liêu nó không có lượng search như Google. Bạn viết như vậy thì đôi khi nó cũng có, đôi khi nó cũng có một lượng search trong 3 tháng ví dụ như vậy đi. Thì những dạng content như vậy Google nó biết, và Google thấy rằng nó khá là giống nhau, nên Google nó vẫn coi là thin content và duplicate content. Và những trường hợp như vậy đôi khi một toán riêng biệt phạt bạn, phạt tổng website ở bộ từ khóa là dịch vụ SEO đó. Nên vì vậy hãy cẩn thận khi mà triển khai mấy cái content ở địa điểm bạn chỉ triển khai khi lượng search nó lớn hơn 80 thôi, đó thường là tiêu chuẩn của bên UTV mình. Rồi trường hợp thứ nhất á, mà khi mà bạn bị thin content á, những trường hợp đây là các tiêu chuẩn checklist của mình đưa ra. Thứ nhất, nếu như á, là cái bài viết đó của bạn á, bạn không có target như là bạn SEO những bài viết đó đi chẳng hạn, mà bài viết đó đôi khi bạn lúc đó ban đầu bạn chưa keyword research kỹ, thành ra rằng là bài viết đó bạn viết không có keyword research đi chẳng hạn, hoặc là nghĩa là không có từ khóa gì nhắm mục tiêu cụ thể gì trong đó, hoặc là từ khóa đó bạn từ khóa lại trùng lập keyword cannibalization với những cái từ khóa khác đi chẳng hạn, hoặc là
cái từ khóa đó nó không liên quan tới website doanh nghiệp của phía bạn đó, nó chỉ thứ nhất, thứ nhất, thứ hai bài viết đó không có traffic, bài thứ thứ ba như là bài đó bạn bị thin content rồi, nghĩa content nó mỏng, 400-600 chữ gì trở xuống thì ví dụ như vậy. Hoặc á, ở đây mình nói một chút khác với video trước đó, mình nói về cái vụ mà content mà lớn hơn, phải lớn hơn 5 tháng, thì ở đây á là lớn hơn hay bé hơn 6 tháng thì cũng được, nói chung 6 tháng 5 tháng gì cũng được. Thì trong trường hợp nếu website của bạn ở trong trường hợp này thì bạn nên delete cái bài này đi, delete cái bài này, hoặc là bạn để và sau đó bạn để 404 và gỡ bỏ internal link luôn, y chang như trong cái trường hợp mà bên phía video trước đó mình có nói cho bên phía bạn. Trường hợp thứ hai á, về thin content á, là nếu như là đầu tiên đó là bạn có thể target vô một bộ từ khóa đó tốt, ví dụ như vậy. Thậm chí nó đôi khi nó chưa có traffic nhưng mà bạn đã target đúng ngay từ đầu là vô một bộ từ khóa nó tốt, nó vô một cái bộ từ khóa chủ đề nó khác, ý là chủ đề nó cái kiểu parent topic á, mà mình có nói á, parent topic nó khác với lại các cái bộ từ khóa, nó không bị trùng, nó không bị keyword cannibalization ở đây. Thì bạn nên áp dụng phương pháp viết lại content, như là bạn viết lại content ở đây, thì có thể sử dụng phương pháp của GDP để hướng dẫn cho bạn trong khóa học NLP Mastermind này. Còn nếu như trong trường hợp đó là bạn bị keyword cannibalization á, thì nó vẫn nhắm từ khóa nhưng mà bị trùng, hơi bị trùng với từ khóa khác, thì bạn nên sáp nhập nó vô một bài viết như trong video trước đó mình có nói, sáp nhập nó vô. Còn nếu như bạn thấy website bạn nhiều content, thiên content quá, 100-200 bài nữa lận, thì tạm thời á, là bạn sửa từng cái, mà chứ không phải bạn sửa một lần 100 bài được đâu, thì bạn phải sửa từng bài. Thì bạn sửa từng bài á, thì bạn sẽ tạm thời để no index những cái bài khác để nó không ảnh hưởng gì tới cái SEO của bên bạn, phía bạn quá là nhiều. Trường thứ ba nữa là bài viết đó nó có traffic, nó cũng thậm chí nó cũng đôi khi nó có backlink vô trong đó nữa luôn. Thì lúc này á, bạn mặc dù bạn biết là thin content, bạn nghĩ rằng là tại sao mình phải điều chỉnh, trong khi đó nó vẫn có traffic, nó vẫn lên top đàng hoàng, nó vẫn có backlink vô, thì ở đây á nó giống như một cái quả bom hẹn giờ. Ở đây như mình nói, nó giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Đôi khi hiện tại nó chưa phải bạn thôi, nhưng mà qua thời gian Google update, Google nhấn mạnh điều này hơn á, thì không sớm gì muộn thì muộn á, thì Google nó cũng phải bạn thôi. Thường thì mình sẽ thấy sớm, bởi vì Google nó cập nhật ghê lắm. Một ngày cứ trung bình mình đọc đâu một bài báo, nó nói rằng là Google xác nhận nó là khoảng một ngày á đã cập nhật từ 1 đến 2 lần thuật toán của nó lận. Chẳng qua là thuật toán nó đôi khi những cái thuật toán mà cập nhật lớn á, bự á, thì nó mới thông báo thôi. Nhưng mà Google cập nhật hàng ngày ví dụ này. Vì vậy bạn hãy điều chỉnh lại content nó, update cho nó tốt hơn, cho nó chất lượng hơn, có thể bỏ một số video hay hình ảnh gì đó vào, ví dụ như vậy, bỏ thêm dạng chữ vô để cho nó content nó hay hơn, chứ đừng có bạn bỏ chữ vô, chứ không phải bạn viết nó cho nó lên thêm lại là dài dòng thôi nha, mà bạn phải viết cũng nó chất lượng tốt nữa. Thì có thể áp dụng như phương pháp GDP mình đã hướng dẫn trong khóa học rồi. Thì đó là toàn bộ về thin content rồi. Thì trong video tiếp theo mình sẽ nói về underperforming content. Thì đây là video mình rất là thích, bởi vì nhưng mà bạn phải chỉnh trước ở hai phần này nha, bạn phải chỉnh trước hết toàn bộ từ cái video của mình, video này trở về video trước đó, thì video hồi đầu, sau đó bạn vô cái phần underperforming content này, là bạn áp dụng cho website bạn, là bạn sẽ thấy tăng trưởng traffic lên rất là nhanh luôn, nếu như bạn đã chỉnh chuẩn hết ở những cái video đầu rồi. Này video thứ 7 nha, video tiếp theo là video 7 chứ không phải video thứ 6 đâu. Rồi, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.